Vâng, xin chào cả nhà nhé. Em xin phép được chia sẻ thêm một cái số cái câu chuyện trong quá trình chúng ta làm cái cây na thái này. Thì đầu tiên là về cái cây. Các bác thấy cái cây này của em, cái tán nó đỉnh không? Đấy, cây này là có thể nói ở trong vườn em ưng ý nhất cái cây này. Nói về cái tán. Đây, em sẽ quay cho các bác xem cái tán của cái cây này. Tại vì cây này là nó cho cái trái là lớn nhất trong vườn các bạn. Có thể là em không biết là do cái gốc nó to hay cái thân chính nó bự này hoặc là như thế nào, nhưng mà thường cây này nó cho trái đều và lớn nhất ở trong vườn của em. Đấy. Kích thước trái của cái cây này thì đợt trước là em cân quả to nhất là được 1,2 kg các bác. 1,2 kg nhé. Còn nhiều bác thì làm 1,5 kg, 1,6 kg thì em biết, nhưng mà riêng cây này thì em có trái là đỉnh, nó đều. Có thể nói là lượng trái nó đều và trái nó to. Đấy, 1,2 kg một quả. Đấy, nó quả lớn nhất. Chứ còn đều đều thì nó khoảng 700-800 g rồi 1 kg. Nhưng mà em thích nhất là cái tán của cái cây này. Đấy. Thì mục đích là nếu mà quay cái cây này để các bác có thể nói là định hướng để sau này chúng ta trồng, chúng ta làm tán ấy. Đây, ví dụ như cây này đi. Cây này nhá. Cây này này. Xong rồi sang cây này. Đấy. Cây này tán cũng đẹp, nhưng mà cây này thật sự các bác này, em không thích cái kiểu tán mà từ dưới nó lên cành kiểu này này. Đấy. Từ dưới lên cành kiểu này, nó chĩa chĩa lên như thế này này. Đấy, là em không thích mấy cái tán dưới này đâu. Đây, rồi cái tán kia nữa, nó thấp quá các bạn. Sau này ở trên ấy là nó chùm cái tán này, là bên những cái cành bên dưới nó rất là bướt và nó khó đậu trái, lấm bệnh nó cũng dễ bị tấn công. Đấy, nên em thấy cái tán như thế này là không thích. Mà nếu mà được thì chúng ta nên để một cái tán này thôi này, cái tán kia này và thêm một cái tán bên này nữa. Đấy, ví dụ cái tán này nó to lên này, hoặc cái tán này nó to lên, là để 3 tán rồi, còn những cái tán còn lại cắt hết. Đấy, thì quay trở lại cái cây này. Thì các bác thấy là cây này nó có 3 tán thôi. Đấy, nó có 3 tán, và cái đoạn giữa này, đặc biệt cái đoạn giữa này các bác này, nó rất là quang. Đấy, mà nó ngả ra cái thế như thế này, đấy, có thấy không? Toàn bộ là cành của nó la ra, nó vươn ra ngoài. Và khi nó đeo trái thì rất là tuyệt vời nhé, là nó sẽ chịu cái cành giống như này. Này, chịu cảnh xuống. Đấy, là cực kỳ mình dễ bọc, dễ phun và dễ xử lý. Và dưới này nó quang này, dưới gốc của nó quang nên nó nấm bệnh cái thứ là không tấn công được. Em rất thích cái kiểu tán như thế này. Chứ còn mấy cái kiểu tán như kia nó chĩa là không thích lắm. Đấy. Thì cây này có thể nói là cái độ rộng của tán ấy là nó gấp rưỡi cây khác. Đấy, gấp rưỡi cây khác các bạn. Thì em sẽ hạ vợ những cái tán bơ này. Rồi cây kia, cây bơ kia em sẽ cắt đi. Đấy. Thì em thấy cái cây này này em rất ưng. Thì đây cũng là cái để các bác có thể nói là quan sát nhé. Quan sát để chúng ta tạo cái cây na của mình nhé. Khi mà chúng ta để cái thế từ dưới lên. Đấy, chúng ta để khoảng 2-3 nhánh. Rồi lên nữa chúng ta cắt. Sau này chúng ta cắt hết toàn bộ cành phía dưới. Tạo cái tán trên và cái tán đứng ấy, tán chổng ngược ấy, là chúng ta cắt bỏ đi thì chúng ta để tán ngang. Thì sau này nó sẽ hình thành cái này. Em còn một vườn na thái nhỏ, cây nhỏ nữa, khoảng 100 mấy chục cây nữa, cây nhỏ ấy, thì sau này em sẽ hướng đến em để toàn bộ tán kiểu này, để không cần nhiều đâu, 2 thân đến 3 thân chính thôi, nhưng mà nó phải có cái cành để chúng ta tính toán là nó chĩa ra, đấy, nó ngả ra như thế này, đấy, ngả này, vươn gọi là dáng bay đấy, chơi cái cảnh gọi là dáng bay, nó vươn ra thế này, xong rồi mình tạo được cái thế ở ngoài, chỗ này thì trái sau này nó đu lại thì tuyệt vời luôn các bác này, đấy, mà nó cao chỉ ngang mặt mình thôi. Tỉa cành rồi bọc trái rồi thu hoạch trái các thứ nó rất là dễ. Này. Này các bạn thấy không? Sướng. Đấy. Để cái thế như thế này. Đây, còn cái hàng cây này là kiểu tán nó chĩa chĩa này là không thích lắm này. Đấy, nó chĩa này. Thì nó chỉ được cái ngoài này thôi, mai mốt giờ nó dợp tán rồi nè. Ở trong kia mình phải cắt bỏ. Đấy, nên là chúng ta để 2 thân chính lên. Xong ở trên ta để tán cho nó vươn ra là tuyệt vời nhất. Đấy, cách để như thế các bác nhé. Đấy, để như thế. Thì mỗi người có sở thích. Em thì em thấy cái cây trong vườn ấy là em vẫn thích cái tán kia nhất. Kìa, các bác nhìn kìa. Đó, cái cây thế đẹp không này. Đấy, đứng từ xa nhìn này. Úi trời, đấy, cây này nếu mà cây này mà đạt ấy, thì cái số lượng trái của nó phải cho cả trăm. Đấy, đây, cả trăm. Nhìn trong video vậy nhưng ngoài nó to lắm quá. To lắm, xòe mấy mét ấy. Đấy. Đây thì quay trở lại cây này. Cây này thì chỉ bằng 2 phần của cây đấy thôi.
Cái này thì cũng nhú ơi, bông nó ra đây các bạn này. Đấy. Thì vừa rồi có mấy bác điện cho em ấy là cây na la của mấy bác cái thu hoạch cái thường là nó hư hao đi nhiều lắm, hư hao cái cây ấy. Cứ thu hoạch xong là nó chết một số. Đấy, thì chúng ta đều phải hiểu rằng là cây nó suy thì nó sẽ chết. Do là các bác có thể để sai trái quá. Xong rồi là cây nó không đủ sức để nó nuôi. Sau khi thu hoạch trái xong là cây nó sẽ đâm chồi nảy nọc rồi nó cho một nửa bông nữa rồi nó chết, nụi dần nó chết. Đấy, giống như kiểu trước khi chết nó trả công của người chăm sóc ấy. Thường nó suy nó ra rất nhiều quả các bạn. Mà nhiều người cứ để nguyên ấy, không có tỉa đi. Đấy, cái thứ hai nữa là chúng ta sử dụng ít phân chuồng quá. Nên là cái bộ rễ nó không khỏe. Đấy, chúng ta toàn phân hóa học chúng ta tương vào thôi. Chúng ta bỏ vào ấy, giải vào gốc ấy, thấy nó bốc rất là nhanh. Nhưng mà thực tế cho đổi các bác là nó hại đất. Thứ hai nữa là cái cây nó không bền. Tăng cường sử dụng phân hữu cơ vi sinh thì tốt. Cái thứ ba là nấm bệnh các bác. Nấm bệnh thì thường do các bác trồng sâu. Đấy, như cái cây này em khẳng định của em là trồng sâu này. Các bác nhìn nó ngập cái cổ rễ kia biết rồi. Cây này là sâu. Đấy, những cái cây là thái nó cao lên ấy, nó trơ cái cổ rễ ra là rất là thích làm cái dòng ấy. Bí ngô của em đầy vườn lung tung này. Cây này thì được các bác này. Cây này thì cái rễ của nó thì nó tương đối cao lên. Đấy. Thì nó sẽ bền cái cây, nó không bị chết các bạn. Chứ nhiều bác là trồng cái cây nó sâu á, mưa đến trông vậy thôi, nhưng mà khi mà cái mùa mưa á là nó rất là đượm nước. Đấy. Bộ rễ nó hay bị thối rễ tơ, dẫn đến là cây của mình hay bị vàng xuống. Gặp lấm bệnh cái chỗ nào mà cây mà nó yếu là nó sẽ chết theo luôn. Đấy, nụi dần và nó chết. Rễ nó thối mà. Nên là chúng ta lên không có trồng sâu các bác nhé. Trồng cao lên. Chúng ta có thể đắp gốc. Đấy, đắp gốc như các bác miền Tây hay làm đấy. Đắp hàng năm. Đấy, cây nó rất là xanh tốt. Nhưng mà cái bộ rễ nó tỏa ra ngoài, nó ăn ở trên mặt đất ấy, là nó không bị có thể nói là không bị úng nước, không bị bịt mũi ấy. Thì nó sẽ sống rất là dai, hay nó bền cây. Đấy. Thì còn chúng ta cứ sợ nó gãy đổ, phải không ạ? Thường là trồng cái cây na thái là người dân của mình rất sợ là cái cây na thái nó bị nghiêng, bị gãy, bị đổ. Nên là cứ trồng sâu nó xuống. Đấy, trồng sâu xuống rồi nó nghẹt rễ, nó hay bị chết. Cái công tác phòng bệnh cho nó nữa các bác. Ví dụ như là bây giờ mùa nắng thì không sao. Nhưng mà đến đầu khoảng tháng 4, tháng 5 thường là vào mùa mưa, đầu mùa mưa thì nó đang khô hạn đây này, là nó gặp mưa nó xuống ấy, là cây nó hút nước rất là mạnh, rễ nó bị sốc ấy. Đấy, nên là nó hay bị nấm bệnh nó tấn công vào cái hệ rễ, thì chúng ta phải phòng. Phòng thì với hình thức là chúng ta có thể phòng cho nó là đổ thuốc nấm phòng gốc rồi quét gốc. Thì các bác cứ một năm mà các bác cứ đầu mùa mưa rồi cuối mùa mưa các bác phòng hai lần như thế thì cây chúng ta rất là bền nhé. Nhưng mà nhớ là phòng đại trà chứ không phải là cứ bị rồi mới phòng. Thường là chúng ta hay là không có phòng bệnh mà hay chữa bệnh. Đấy, các bác hay là bị cái cây bị rồi bắt đầu mới đi đổ thuốc. Thì lúc đấy chúng ta chữa rồi chứ không còn là phòng nữa. Phòng là bây giờ cây đang khỏe mạnh như thế này này. Đấy, đến đầu tháng 5, tư năm có một số cơn mưa đầu mùa nó mưa xuống phát ấy, là chúng ta sẽ đổ thuốc. Đó. Đổ thuốc ở phòng cái xung quanh cái hệ rễ xong rồi chúng ta quét gốc. Đấy, thì nó sẽ đảm bảo rồi chúng ta té lân vôi các thứ. Để khử đất này. Tăng độ pH rồi khử trùng cho đất. Rồi tăng cái độ thông thoáng của đất ấy. Đấy, chúng ta té vôi. Rồi tăng cái hàm lượng lân lên một tí để cho nó kích thích cái bộ rễ phát triển. Thì theo em là thế. Còn cái cây này lúc này nhá. Rất nhiều bác là cái cây na thái lúc giai đoạn này này là các bác bón phân chuồng. Rồi hữu cơ vi sinh rồi phân nở. Các bác hay bón. Thì thật sự các bác là nếu mà bây giờ bắt đầu các bác bón thì được này. Tạm được thôi chứ chưa được lắm. Tại vì mùa nắng này cây cũng không có ăn được ngay. Cái thứ hai nữa là khi mà nó đậu trái rồi thì nó sẽ bắt được cái phân nó nuôi trái thì cũng được. Nhưng mà cơ bản các bác em thấy các bác là hay bón vào cái giai đoạn chuẩn bị ép cây. Các bón xong rồi là các bác tưới tắm cho nó. Xong rồi các bác để ra. Xong rồi các bác cắt là nó bắt cái rễ ra cái phân chuồng, phân hữu cơ vi sinh cái thứ là nó lẩy chồi rất là mạnh nhá. Nó lên chồi mạnh lắm. Và chồi nó mạnh rồi lá nó to, nó mướt ấy, thì là bông nó ít khi nó đậu. Đấy, nên là cái đấy cũng là cái chúng ta lưu ý. Cái thứ ba nữa là các bác để ít cành
ít cái cành cành mang trái á. Đây em ví dụ đây này, những cái cành mang trái như này. Đây này, 1 2 3 này, 4 này, 5 này, đấy, những cái cành mang trái này nó ra là nó mang theo bông rất là nhiều. Đây, những cành mang trái đây. Các bác già thấy nó ra là nó bông nó theo này. Đấy. Những cành mang trái đây này, đây này. Còn cái thành thân chính này nó là chỉ là cái trục để nuôi thôi. Rồi những cái cành vượt lên, cành to nó vượt đấy. Cành chồi nó vượt to lên đấy là nó là cái cành chồi để phát triển tán. Nên là chúng ta phải tạo được là nhiều cái cành nhỏ, cành nhện này này. Này, đấy. Đây. Đây. Thì càng nhiều cành nhện càng tốt các bạn. Đấy, khi nó ra nó đậu đủ lượng trái rồi chúng ta sẽ tỉa, tỉa bớt rồi chúng ta sẽ tỉa trái nữa. Nên là nhiều bác là cắt cái cây là nó trụi lủi luôn, toàn cành to thôi. Đấy, toàn cành to thôi. Thì là nó đẩy cái chồi được cái chồi vượt nhiều, ít trái ít bông. Đây các bạn này, để những cái tràng cành như thế này. Đấy, nó ra bông này. Nên các bác lưu ý cho em nhé là nên tập trung để nhiều cái cành nhẹ này này, cành này để mang trái này. Đấy. Đấy, để cành đó thì không phải là nhiều quá, mỗi cành này chúng ta để vài cành. Đây, ví dụ cành này của em để 2 cành này, cành này để 2 cành. Cành này để 3 cành, còn một cái cành vượt này này. Đấy, cành vượt này thì có thể nó lên chồi nó lẩy ra mình cắt đi. Thì sang năm lại có cái tán tiếp. Đây. Đây các bác này, đấy, một cái bàn tay xòe này. 4 nhánh này mang trái này. Đấy, trong này 2 nhánh nữa thì chúng ta yêu cầu ví dụ một nhánh này sau này nó chỉ đậu cho mình 2 trái là được rồi. Đấy, nhánh này. 3 cái nhánh này. Một cái nhánh vượt lên. Cái nhánh vượt này lên thì ít khi là nó đạt trái lắm. Chủ yếu là những cái nhánh này. Đấy. Thì ví dụ 3 nhánh chỉ cần nó đậu 1-2 quả thôi. Thì là quả là phải đạt các bác nhé. Ví dụ đậu rất nhiều nhưng chúng ta có thể tỉa đi. Chúng ta để những cái trái mà nó đảm bảo. Làm na thì theo em nghĩ là các bác nên tỉa trái. Tỉa trái thấp nhất phải tỉa được 2 lần. Ví dụ nó ra bằng cái đầu ngón tay cái ấy, là chúng ta tỉa được 1 lần này. Trái méo, trái đèo, trái méo ít ít thì chúng ta có thể sau này chúng ta xử lý phân thuốc các thứ rồi chúng ta phun thì nó đỡ được. Nhưng mà nếu méo nhiều chúng ta nên loại bỏ. Rồi đến khi cái trái của nó bằng quả trứng gà, trứng vịt ấy, là chúng ta chuẩn bị bọc ấy, là chúng ta lựa thêm 1 lần nữa. Đấy, lựa xong rồi trái rồi bắt đầu chúng ta mới phun bảo vệ trái rồi phun xử lý nấm bệnh, thuốc sâu các thứ đấy. Xong rồi chúng ta tiến hành chúng ta bọc. Đấy, bọc thì cái trái nó phải to bằng quả trứng vịt trở lên các bác nhé. Đấy, em cứ nói đấy, quả trứng vịt trở lên, to hơn quả trứng vịt nữa thì hãy bọc. Tại chúng ta bọc sớm quá là nó bị hạn chế ánh nắng mặt trời nó vào cái trái thì phân tầng của cái múi bên trong nó kém. Dẫn đến cái trái nó chậm lớn hoặc là nhiều khi là quá trình trao đổi chất của cái trái ấy, là nó bị bí ấy, nó sẽ dễ bị hỏng trái. Đặc biệt là giai đoạn nó bằng cái ngón tay cái mà chúng ta bọc là tỷ lệ hỏng rất là cao. Hỏng trái rất là cao ấy. Rồi trái nó sẽ chậm lớn hay bị sượng trái lắm. Rồi nếu giai đoạn như bằng ngón tay trỏ này hoặc là ngón tay cái này mà chúng ta nó mới đậu và chúng ta tưới quá nhiều nước ấy, thì là cái trái của mình nó cũng hay bị hỏng, bị thối cuống. Nên là cứ vừa vừa thôi, có thể giữ một ít phân. Phân thì có thể sử dụng 3 số. Đấy, giữ một ít thôi, cho nó ăn một ít. Rồi tưới lượng nước vừa phải, đều đặn, ví dụ như là 3-4 ngày tưới 1 lần. Trường hợp những cái vùng nắng nóng quá, ví dụ như là 35, 37, 40 độ thì các bác có thể 2 ngày các bác tưới sơ qua 1 lần. Chứ không phải là ngày nào các bác cũng phải tưới nhé. Thứ nhất là tốn rất nhiều công sức. Cái thứ hai nữa là độ ẩm quá cao, dẫn đến cây nó cũng dễ bị nhiễm nấm bệnh. Rồi nó lui lá nhiều thì trái nó sẽ chậm lớn. Đấy, chúng ta hiểu giống như cái cầu bập bênh ấy. Đấy, khi mà anh dồn dinh dưỡng và anh nuôi lá, nuôi cành nhiều thì trái nó sẽ chậm lớn. Còn nếu anh tập trung dinh dưỡng, anh nuôi cái trái ấy, trái nó lớn nhanh thì cành nó sẽ còi đi, lá nó sẽ chậm, phải không ạ? Đấy, giống như cái cây lúc này cũng thế này, chúng ta tính toán đến bông thế này. Ví dụ như chúng ta đẩy cái đọt mạnh, rồi lá nó to ra thì bông nó sẽ teo đi. Đấy, giống như con người nhỉ, to bụng to nó so bé lại. Để nói vui các bác nhá. Thì cái đọt này này nó đi chậm thôi này. Đây, em nói ví dụ cái đọt này này. Đấy, cái đọt này nó đi chậm thôi. Lá nó nhỏ nhỏ thôi thì cái bông nó lại to. Đấy, cái bông này nó to này, cái cuống nó to này, nhưng mà cái cuống nó ngắn này. Nó đẩy mạnh quá cái cuống nó dài này, nó nhỏ nó cong. Đấy, cái đọt nó dài thon lòn xuống đây thì không đậu trái đâu.
cái cuống nó quá nhỏ rồi, nó dài như thế nó không đủ dinh dưỡng để nó giữ bông đâu, giữ trái đâu. Đấy. Thích nhất là cái lá nó vừa vừa, nó nhỏ nhỏ. Đây, cái đọt cứ nhỏ nhỏ như này thì em sướng này. Đấy, chứ cứ đọt mà cứ to mập mà già cứ thù lù như là cái đũa ăn cơm ấy là thua rồi đấy. Là xác định luôn đấy. Vậy là cái lúc này là cái nước là cực kỳ quan trọng. Nước ấy, phải điều chế được chế độ nước, các bác đừng có tưới nhiều. Em kệ nó đấy, từ ngày cắt đến giờ hơn 10 ngày thì chả có tưới tắm gì đâu. Để luôn. Và tình hình này diễn ra nữa thì còn phải một tuần nữa chứ chắc em đã tưới. Để xem thời tiết thế nào đã. Nếu nắng quá thì mình chỉ lướt qua thôi. Để tránh vấn đề nó khô cái rễ tơ của cái gốc, của cái cây na của mình ấy. Ví dụ vài bữa nữa cái cỏ dưới gốc này nó héo héo kìa. Đó, thì bắt đầu em sẽ tưới nước qua. Còn lại thì nó chưa héo thì em chưa tưới. Đấy là cái dấu hiệu để mình nhận biết. Đấy. Khi nào cái cỏ kia nó héo. Đấy, cỏ kia dưới gốc này. Đấy. Nó héo đi thì rõ ràng là đất nó khô quá rồi. Thì mình sợ nó bị hỏng, bị khô cái rễ tơ của cái cây na này này. Cái rễ tơ nó để nó hút phân, hút nước, rồi hút dinh dưỡng. Thì chúng ta sẽ tưới nước qua. Đấy. Độ ẩm vừa phải. Nó đạt tầm khoảng 3-40% là ok rồi. Chứ đến 6-70% là hỏng đấy. 6-70% này thường là nắm đất chúng ta nắm vào là thấy nó ướt. Nhưng mà nó chưa rõ nước ra. Đấy là 6-70%. Như đây nó hơi khô một tí thì tầm khoảng 40% là ok rồi. Đấy là cái câu chuyện để chúng ta trao đổi thêm. Thì bác nào có thời gian rảnh các bác cứ theo dõi nhé. Còn bây giờ cho em xin một phút quảng cáo rằng là em có cung cấp cái giống na Thái. Da vàng. Đấy, giống thì ok. Hai nữa là về cái túi bọc. Đấy, túi bọc trái. Túi giấy này. Đài loan, rồi túi cước. Rồi túi tuân, rồi túi rút. Mỗi bác có một cách sở trường khác nhau. Nhưng đa phần em thấy là bọc túi giấy là trái nó cực kỳ đẹp, an toàn. Đấy, nhưng mà bọc phải đúng thời điểm nhá. Rồi phải xử lý trái trước khi bọc. Đấy, thì trong quá trình bọc thì các bác là có nhu cầu thì hỏi thêm thì em sẽ trả lời thêm. Chứ bây giờ nhiều bác không muốn nghe mà em nói lung tung về cái túi bọc đấy thì các bác lại nướt qua thì lại anh em mình lại mất cái câu chuyện, phải không ạ? Vâng, thì cuối cùng cũng xin chúc các bác có thật nhiều sức khỏe, làm kinh tế thật là thành công và cố gắng chúng ta tìm tòi học hỏi để chúng ta làm thành công cái cây này. Tại vì em thấy thu nhập của nó cũng tương đối ổn, giá của nó cũng tương đối ổn định trên thị trường. Tại vì không phải nơi nào cũng làm được cái cây na này đâu các bác nhé. Và thế chào các bác nhé. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi. Em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho La Thái, xoài, bưởi diện, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic, chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn, phù hợp cho bưởi da xanh, mít Thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.